Rồi em lên bức song ngư gỗ hương hàng Cao còn là mộc này các bác. 72 này, cao 72 ngang 35 mọi người nhá. Cao 72 ngang 35, anh chị mình cho em xin là bình mọi người nhá. Cao 72 ngang 35. Giá là 3.800.000 bao ship hàng còn mộc nha, chất liệu là gỗ hương Việt này. Hàng nguyên khối rất là đẹp cho các bác luôn nha. Đây em xoay mặt sau cho mọi người xem tham khảo nhé. Đây nha, mặt sau đây nha mọi người, vân rất là đẹp cho các bác luôn ạ. À, đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà nhé. Hàng này lên BU thì cực kỳ là tuyệt vời luôn nha. Các bác nào chốt mua mộc thì em sẽ bán mộc và chốt BU em bán BU. Bác nào thiện chí thì mình cứ lên comment cho em với ạ. Hoặc lên số điện thoại để em điện tư vấn cho các bác nha. Rồi, còn trên đây là bộ cửu chín bình, chất liệu là gỗ cẩm này mọi người này. Cao từ 15 đến 35, ngang của nó là từ 6 tới 8 nha. Rất là đẹp luôn này, hàng liền một khối nha mọi người nhé. Đó, Vân Cẩm Chỉ Cát Đông Ba Gia Lai. Bộ này bên em bán với giá 2.400.000 bao ship tận nhà cho các bác và bao đồng kiểm hàng trước khi thanh toán. Các bác xem like thiện chí thì lên comment cho em với ạ. Dạ em có nha bác Trịnh Hải Đỗ ơi. Em có đèn thờ gỗ hương nha bác nhé. Đây. Em cái bên của em là cao 30 đây nha. Cao 30 đây nhá. Gỗ hương này em có đầy đủ kích thước luôn đây nha. Có cao 30, 40, 50 và 60 nha cả nhà. Bên này cặp này của em là cao 30, giá 850.000 em bao phí ship rồi nha. 850.000 bên em bao phí ship vận chuyển này. Anh chốt anh để lại là bình xem với nhá. 850.000 bên em bao phí ship anh này. Đèn gỗ hương anh nhá. Được không anh chị Hải Đỗ ơi? Cặp này là cao 30, có đầy đủ bóng điện và phích cắm cho anh chị mình tham khảo mọi người nha. Mình về trưng bao sang bao. Rồi được không anh ơi, em quan tâm ủng hộ em cặp đèn không anh? Em có cặp đèn nến mọi người nha. Đồ thờ bên em có đầy đủ luôn. Đó, mình quan tâm mẫu nào mình lên là bày cho em với nhé cả nhà mình nha. Cặp này giá 850.000 anh chị mình nhá. 850.000 anh Trịnh Hải Đỗ ơi. Quan tâm cho em xin là bình anh nhỉ. Cặp đèn giá 850 là cặp đèn cao 30, ngang của nó là 10 nha các bác. Đây nhá, có 7 bộ bóng điện và thích cắm, cắm luôn đây này. Cắm luôn cho xem. Em sẽ cắm cho mọi người xem luôn nha mọi người nhá. Đây này, đẹp lắm luôn anh chị nha, bao sang bao đẹp luôn cả nhà mình nhá. Đó, đèn đây cao là 30 anh chị nha, em có đầy đủ kích thước luôn. Cao 30, 40, 50 và 60 anh chị này. Dạ đèn gỗ cẩm em đang làm anh nhé, đèn gỗ cẩm đang làm đây anh ơi. Cao 40 là giá là 1 triệu bao ship, còn cao 50 giá là 1 triệu tư nha mọi người nhá. Cao 60 giá là 1.800.000 bao ship ạ. Có rất là nhiều kích thước, mọi người muốn xem kích thước bao nhiêu thì mình cứ lên comment cho em với ạ. Bác nào chốt cặp đèn ghi cặp đèn kèm số điện thoại dùm em nhá. Bác nào chốt bộ trái ghi bộ trái cẩm kèm số điện thoại dùm em là một người được sở hữu này. Là bên em sẽ có người điện chốt đơn cho các bác nha. Bức song ngư là cũng thế nha, bác nào chốt song ngư thì ghi trong song ngư kèm số điện thoại dùm em với ạ. Bộ chín gỗ cẩm anh chị cao 15 này, cao 15. Cặp này là cao 20 anh chị nha. Đó, 25, 30 và 35 cho em nha. Mình chốt cho em bộ chín cẩm này. Dạ cặp đèn này là giá là 8.